Kính thưa quý vị khán giả, gãy thân xương đùi cần phải có một phương pháp điều trị thích hợp để lấy lại chức năng vận động. Cụ thể thì chúng ta cần phải điều trị như thế nào? Xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn rõ hơn quý vị nhé. Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào để chữa trị khi mà bị gãy thân xương đùi ạ? Phương pháp điều trị gãy thân xương đùi thì ta có hai phương pháp chính, đấy là điều trị bảo tồn, bó bột và kéo tạ. Hiện tại thì rất là ít sử dụng do là hiệu quả điều trị kém. Hiện nay thì hay sử dụng phương pháp chính đây là phẫu thuật đóng đinh nội tủy, nẹp vít hoặc là mình sẽ dùng khung cố định ngoài. Thưa bác sĩ, vậy sau khi mà chúng ta được phẫu thuật rồi thì quá trình phục hồi chức năng sẽ được diễn ra như thế nào ạ? Để điều trị phục hồi chức năng sau gãy thân xương đùi thì là một quá trình rất là dài luôn và theo suốt bệnh nhân trong vòng 4 đến 8 tháng. Ngày đầu tiên sau phẫu thuật thì mình sẽ tập hô hấp để tránh nguy cơ viêm phổi sau phẫu thuật, cử động cổ chân, bàn chân, ngón chân để tăng cường tuần hoàn chi. Còn bắt đầu ngày thứ hai thì mình đã có thể cho bệnh nhân ngồi được rồi và vận động thêm khớp gối, khớp hông và tập mạnh cơ. Sau cách chỉ về nhà, giai đoạn này mình sẽ tập mạnh cơ, gia tăng cái tầm vận động của khớp hông và khớp gối cho bệnh nhân đi lại với nạng, không chịu sức. Đến tuần thứ sáu thì mình sẽ cho bệnh nhân đi lại và chịu một phần sức rất là nhỏ. Đến tuần thứ 12 thì ta cho bệnh nhân kiểm tra lại bằng cách là chụp X quang. Nếu mà đã căng xương tốt thì ta sẽ cho bệnh nhân bỏ nặng mà không hoàn toàn và tập mạnh cơ để lấy lại chức năng ban đầu. Nhưng mà tùy theo cái cơ địa, thể trạng, phương pháp phẫu thuật và tuổi tác của bệnh nhân thì mình sẽ có cái chương trình luyện tập khác nhau. Nhưng mà thông thường thì từ 4 đến 8 tuần thì bệnh nhân đã có thể vận động trở lại bình thường. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình Nắng và Mưa.